Rồi Tùng chào mọi người nha. Thì tiếp tục trong clip hôm nay Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người ba con máy nha mọi người nha. Trong đó thì một con máy là công âm Beng Bisut, và hai con máy là Ranmi thường nha mọi người nha. Thì hai con máy này đều là size 6000 nha. Thì một con máy đẹp, còn một con máy kia thì nó sẽ có chày nha mọi người nha. Đó, thì hai giá máy nó sẽ hơi khác nhau một xíu. Đấy. Hai con này là size 6000 mọi người nha. Thì mọi người có thể là lưu nhá thật hoặc là câu lên C đó tùy mọi người nha. Rồi, bắt đầu trong clip này thì Tùng sẽ làm cái con Beng Bisut 4 này trước nha mọi người nha. Thì đây là cái con Beng Bisut 4 size 6000. Đây là con Beng Bisut 4 đời mới nhất hiện tại bây giờ nha mọi người nha. Size 6000. Đấy. Đây là thông số của nó. Dòng quay của con này là 5.6 nha mọi người nha. Trọng lượng nó là 608 gram. Dây của nó là dây của nó thì 0.48 vào được 100m nha mọi người nha. Đây, trên này nó có thông số dây này, 0.48 vào 100m. Nó chạy nền tảng là 4 mặt đạn chính và một con lăn là 5 mặt đạn nha mọi người nha. Thì dòng quay của con này là 5.6 nha mọi người nha. Thì đó, dòng Bisut 4 này nó sẽ cải tiến là cái nấm này là nấm cao su tròn. Đây, cao su tròn. Đấy. Đối dòng Bisut 4 á, thì nó dòng bay nó mọi người thì đa số nó là có cốt trợ lực sẵn nha mọi người nha. Có cốt trợ lực sẵn luôn. Nó tay quay thì tay quay răng vặn. Đổi chiều trái phải nha. Đổi chiều trái phải. Đây. Bộ pin nó này mọi người. Đấy. Mô hình con này thì còn khá nha mọi người nha. Đấy. Mô hình này còn khá. Đấy. Con này thì về mọi người thôi, câu hồ, câu sông. Đấy. Câu mọi thứ loại. Đây là cốt trợ lực nó mọi người. Đấy, cốt trợ lực của con Beng Bisut 4 nha mọi người nha. Size con này là size 6000. Size 6000. Để cho mọi người có thể là câu mọi thể loại. Đấy, trừ câu lua mọi người nhé. Đấy, còn các thể loại khác thì con này là chiếm vô tư luôn. Với lại con này thì mặc định của nó là có thể câu được nước mặn nha. Đó, anh em câu nước mặn vô tư luôn nha. Nói chung nó không bằng những cái con mà IBS thôi mọi người. IBS thì cái khả năng chống nước nó cao cấp hơn. Còn con này thì không có IBS thì khả năng chống nước nó sẽ thấp hơn mọi người, nhưng mà vẫn câu được mặn được nha. Đấy, thì con này Tùng sẽ thanh lý với giá là 1.250.000 và Tùng bao ship cho mọi người nha. Bao ship cho mọi người luôn. Đây, hoạt động nó rồi. Máy thì hoạt động hoàn hảo. Đây. Êm mượt nha. Đấy. Trong tầm phân khúc người Ranmi Blade hoặc là Beng nữa người, thì nếu mọi người chơi thì mọi người sẽ nghiêng vào Beng nhiều hơn nha. Đấy. Nghiêng vào Beng nhiều hơn. Đấy, máy thì êm mượt cho mọi người. Con này là full box nha. Full box là hộp sắt này. Hộp sắt lông đòn. Đấy, con này là full móc nha. Bao bên này. Hộp sắt này. Con này được tặng kèm một cái đai luôn nha mọi người nha. Nè, cái đai này mọi người. Cái đai của hãng Daiwa này. Đó. Cái đai này thì mấy cái tiệm đồ câu nó bán 50.000 một cái nha mọi người nha. Thì cái này có cái đai sẵn cho mọi người luôn. Giá là 1.250.000. Bao ship nha. Con này là bao ship cho mọi người. Thì người việc nhận máy kiểm tra thôi mọi người. Đấy. Khi mà Tùng ship con máy như thế này thì Tùng sẽ nhận cọc nha. Nhận cọc đó. Chung mình nó có xước này mọi người. Xước đồ to này nha. Đấy. Chung có xước dâm. Chỗ này là xước ít hơn. Đấy. Nói chung là xước chỗ này. Và xước vùng này. Đít thì còn ok. Đấy. Nói chung là con này ngoại hình này tầm khoảng 9500 người. Đấy. 9500. Đấy. Rồi. Giá là 1.250.000 Tùng bao ship cho 10 con máy là Beng Bisut 4 full box nha mọi người nhé. Đấy, 1.250.000. Rồi, ở đây Tùng sẽ tiếp tục qua con máy Ranmi, Ruby Ranmi nha mọi người nhé. Thì con này là size 6000. Hai con này là cái size giống như nhau mọi người. Size giống như nhau, size 6000. Đó, ở đây nó không có size 5000 nữa mọi người, nhưng mà không có size 5000. Đây, matrat hai con này thì nó giống như nhau 7.5 mọi người. Trọng lượng hai con là 404, 406, nói chung con 5000 và 6000 thì nó không khác nhau nhiều. Nó chỉ nhìn hơn cái cói nó vô cứ một xíu thôi mọi người.
vòng bi thì 6 vòng bi nha. Đây, như con 5.000 là 0.4 nè, vào được 130. Đây, còn cái con 6.000 thì 0.4 và được 150, có nghĩa nó hơn được 20 mét dây nha mọi người nha. Nói chung hai con này là cái cối nó cũng rất là sâu luôn. 0.4 mà vào được 150 mét, có nghĩa là cái dây bơ e của con này vô rất là nhiều luôn nha. Rồi, thì cái con này là full hợp nha mọi người nha. Con này là hợp nè, hợp lông đền đầy đủ nha. Đó, đây là con 5.000, à, con 6.000 nha mọi người. 5.000 cũng được rồi, tại hai con nó không chênh lệch gì nhiều. Đây, nó chạy nền tảng là 6 cục đạn này mọi người thấy không? 6 cục đạn. Thì đối với con Ranmi thường lẻ thì mọi người đổi trái phải nha mọi người, trái phải bình thường nha. Đây, đây, một bình đó này mọi người. Chung mấy con này là đẹp nha. Hóa không ta? Ừ, đúng rồi. Con này đẹp nè mọi người. Đây tôi thấy có một con là nó bị chặt, đúng rồi. Cái con này đẹp hơn nha mọi người nha. Đây là cái con đẹp hơn này. Đây, đẹp hơn. Đây, con này là con đẹp hơn nha. Đây, Seafather. Đây, hoạt động thì bình thường hết nha mọi người. Hoạt động thì bình thường hết. Đối với những cái dòng Ranmi này mọi người thì nó đã có cốt trợ lực rồi nha. Đây, cốt trợ lực nên anh em kích với là cái dòng này câu khá là bền luôn mọi người. Tuy là giá rẻ nhưng mà nó rất là bền luôn. Đây. Bên trong đấy mọi người. Mở đây mọi người. Mở nó còn này. Đây. Đây. Đây, đây là cái Ranmi bản thường nha mọi người nha. Bi nè. Trợ lực nè. Đấy. Hoạt động nó đi mọi người. Hoạt động thì êm mượt nha. Đấy, hoạt động thì êm mượt. Nói chung là hai con này nó chơi nhau một xíu mọi người. Chơi nhau một xíu tiền nha. Đấy. Với lại là những cái con này Tùng bán Tùng đã sẽ bao ship cho mọi người hết luôn nha mọi người nha. Mọi người chỉ việc nhận và thanh toán thôi, bao ship hết luôn. Đấy. Đấy. Bao ship hết cho mọi người. Đây, đây là con 6.000 nha, đẹp nè mọi người. Nó có xước cơ sơ thôi mọi người. Con này tầm 98%. 98%. Con này bao ship nha mọi người nha. Còn em mà muốn ngồi kia thì những cái shop thì nó không bao ship đâu mọi người. Thì con này là cũng size 6.000 luôn mọi người nha. Size 6.000. Đây, Ranmi size 6.000. Thì con này nó có chạy hơn con kia. Chạy hơn con kia nên giá con này nó sẽ thấp hơn nha. Chạy sơn này. Yeah. Đó, thì con này cũng giống như con kia mọi người, nó sẽ có cốt trợ lực. Nó sẽ có cốt trợ lực bên trong cối này. Đây. Mở trong người coi luôn nha. Anh em nào mà lua nhá thật á, lóc rừng thì lấy con này. Nói chung con này dầu mỡ thì cũng giống như con kia thôi mọi người. Điều nó có chạy hơn một xíu. Đây. Đó, mở này mọi người nhìn thấy mở nó, mở nó trong cái lấy tạm thanh này. Đây. Con này cũng mới cáo luôn rồi. Bên trong nó thì con này cũng ít xài mới cáo à. Đấy. Hoạt động thì êm mượt. Khó đôi chiều này mọi người, hai bên này. Đấy. Trong mấy con này thì xuyên tâm nha. Đối với dòng Ranmi bạc á thì tao quay nó, tao quay xuyên tâm. Xuyên tâm như thế này, người mở ra, người đổi qua trái phải đều được nha. Và cái tay núm tao quay này thì mọi người thở là độ được. Đấy, mọi người độ nha. Độ núm tao quay này. Người tháo này ra, mọi người trong này nó sẽ có một con ốc ở dưới này. Mọi người dùng cái tôi viết mọi người mở ốc ra, mọi người thay, mọi người đổ lên nha. Đây. Đấy. Injaban. Nói chung là con này thì vật liệu cái công nghệ của nó là của Nhật mọi người. Đấy. Nhưng mà lắp ráp thì ở bên Trung Quốc nha. Đó, có sao nó vậy. Đây, đổi chiều này. Thì những cái dòng này mọi người câu cực kỳ bền luôn nha, nó được cái bền. Nhưng mà nếu người giữ kỹ nó đẹp, còn nếu anh em mà giữ không kỹ thì nó sẽ bị xước cái sơn này, xước cái sơn này nó sẽ là cái màu đen như thế này mọi người. Đấy. Và những cái dòng này thì mọi người có thể sơn là màu sơn được nha, mọi người mua ở chai xịt gì à? Mọi người xịt lại được nha, tại cái vật liệu này mọi người sơn rất là dễ luôn. Giống như con blood mọi người, trong blood thì bữa Tùng có làm clip mọi người á, là đưa ra thợ mọi người, người ta sẽ đổ lên, tại vì cái dòng Ranmi này á, người ta đổ rất là dễ luôn, rất dễ luôn nha. Đấy.
là hai con. Hai con Realme 6000. Hai con Realme 6000 nha mọi người nha. Hai con này đều là full hợp hết. Đấy. Cái con này mọi người thì tại vì nó có trầy hơn một xíu thì con này lại giá 800 Tùng sẽ bao ship cho mọi người luôn nha, giá 800 bao ship. Đấy. Còn cái con đẹp này giá nó là 850 Tùng sẽ bao ship cho mọi người nha. Nói chung nó mắc hơn 50.000. Đấy. Mắc hơn 50.000. Nói chung hai con thì đây. Hai con thì nó xem xem nhau mọi người. Nhưng mà cái ngoại hình này con này mới không? Mới hơn xíu. Đấy, bên trong nó thì dầu mỡ thì hai con thì y như nhau thôi mọi người. Đấy. Anh em nào muốn thích con nào thì cứ báo Tùng, còn anh em nào muốn lấy hai con cũng được nha. Đấy. Đều free ship hết. Đấy. Rồi, đây là clip ba con máy mà Tùng muốn giới thiệu cho mọi người hôm nay nha. Anh em nào muốn câu ngâm, câu linh xê hoặc là câu lua nhé, thật thì lấy con 6000 Seafather này mọi người nha. TV. Còn anh em nào muốn mà câu ngâm, câu bạo lực thì câu biển thì anh em lấy cái con Ben này, con Ben 6000 này. Đấy, thì anh em về có thể câu được biển được. Đấy, anh em nào thấy hay thì cứ đỡ làm lại một ký giúp Tùng. Còn anh em nào muốn mua máy thì liên hệ Zalo giúp Tùng nha mọi người nhé. Đấy, hoặc là điện thoại trực tiếp với Tùng. Rồi, bây giờ Tùng sẽ chào mọi người nha. Bye bye.